Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp Kaito, nơi mang tới cho quý vị về những thiết kế đẹp mắt và ưng ý nhất. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị về một mẫu nội thất hiện đại châu Âu mà đang được chúng tôi trực tiếp thiết kế dành cho chị Vi có địa chỉ tại Lâm Đồng. Và ở trên màn hình của quý vị đây chính là thiết kế mà chúng tôi đã hoàn thiện dựa trên những nhu cầu, mong muốn, sở thích, đặc biệt là khi mà chúng tôi về trực tiếp tại nhà của chị để đo đạc về không gian, diện tích để từ đó lựa chọn về những cái mẫu mã này, lựa chọn về những kích thước này và lựa chọn về màu sắc để làm sao nó hài hòa không gian từ bên ngoài và bên trong. Và đầu tiên chúng ta sẽ đến với không gian của phòng khách quý vị nhé. Đối với không gian phòng khách của nhà chị Vi thì được chúng tôi đã lựa chọn thứ nhất, đó chính là hệ thống rèm. Ở đây là chúng tôi sẽ có hai loại rèm quý vị nhé. Một là rèm mỏng và thứ hai là rèm dày màu xám. Để trong quá trình khi mà gia đình của chúng ta cần lấy ánh sáng đấy, thì chúng ta có thể dễ dàng kéo cái rèm dày ra và sử dụng cái rèm mỏng để vừa lấy được ánh sáng mà bên cạnh đó chúng ta có thêm sự riêng tư dành cho ngôi nhà của chị. Cái thứ hai đó chính là hệ sofa ở đây. Thông thường thì đối với một cái không gian của phòng khách đúng không ạ, chúng ta thấy rằng là nó vừa rộng rãi, nó vừa tiện nghi. Nhưng bên cạnh đó, việc mà chúng ta mang một cái phong cách thiết kế châu Âu thì hệ thống sofa chính là một cái lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Thì đây chính là nơi mà chúng tôi đã lựa chọn với một sofa theo hình chữ L quý vị nhé. Nó sẽ bo quanh bắt đầu từ phía tủ kệ TV và nó thiết kế chạy dọc công trình và theo dạng chữ L đứng. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ còn có thêm hai ghế phụ cộng với một bàn trà uống nước. Và cái dạng màu sắc đây là chúng tôi cũng sẽ có sử dụng cái màu xám. Cộng với đó quý vị thấy rằng là cái hệ thống bàn đây chúng tôi thiết kế màu sắc nó rất đẹp đúng không? Khi mà chúng tôi sử dụng cái màu vàng óng để chúng tôi làm cái bàn trà uống nước. Và cái màu này thì nó cũng sẽ khá là phù hợp khi mà chúng tôi thiết kế thêm một cái dạng đèn trang trí. Và cái dạng đèn này là chúng tôi cũng lấy theo phong cách thiết kế cho ông ngày nay quý vị nhé. Những cái dạng đèn vòm này, có đèn dây led này, có sực ánh sáng mà nó có 3 màu, một là màu xanh này, thứ hai là màu trắng và thứ ba là màu vàng. Thì trong quá trình khi mà sử dụng chị Vi chị thích màu gì thì cũng có thể sử dụng và dễ dàng của chúng ta thay đổi màu sắc và biến tấu cho công trình của chúng ta nó được bền, được đẹp và lộng lẫy hơn rất nhiều. Ở phía của tủ kệ TV thì chúng tôi sẽ có thiết kế dành cho chị, đó là một vách CNC giả vân đá. Với vách này thì theo chúng tôi nghĩ rằng đây cũng chính là một cái lựa chọn mà nó khá phù hợp đối với công trình một mẫu thiết kế châu Âu đúng không ạ. Với cái dạng vân đá như này, khi mà chúng ta nhìn từ xa quý vị nhá, quý vị thấy rằng là nó thoạt nhìn giống như là một cái phiến đá vô cùng lớn. Và nếu như quý vị chúng ta mà sử dụng những cái dạng miếng đá lớn như này mà có kích thước dày tận 20 phân thì mức chi phí bỏ ra khá là cao. Thì thay vì như thế, chúng ta sẽ có sử dụng một vách CNC giả vân đá. Nó vừa đẹp, vừa tiết kiệm mà cũng mang lại cái sự hiện đại và cách tận ngày nay. Bên cạnh đó là cái vách CNC này thì chúng ta cũng sẽ là che chắn cái không gian của khách và không gian bàn ăn quý vị nhé. Thì trong quá trình khi mà gia đình của chị Vi có sử dụng ngồi ăn uống thì chúng ta cũng sẽ tránh tình trạng là gì? Nhà có khách đúng không? Cũng sẽ làm ảnh hưởng và tránh mất tự nhiên ở các thành viên trong khi mà chúng ta dùng ăn uống. Thì đây chính là một cái view mà chúng ta đang được nhìn tổng quát ở phía sofa này, tủ kệ TV và cá đèn đó. Còn đây chính là cái view mà chúng ta được nhìn thấy từ phía của cửa chính ra vào quý vị nhá. Từ cửa chính ra vào thì quý vị thấy rằng là việc mà chúng tôi lựa chọn sofa đúng không, nó rất là gọn gàng vì hầu hết là chúng tôi sẽ có sử dụng một cái sofa dài và nó nằm theo chiều sâu công trình. Bởi vì nếu như quý vị sử dụng những cái dạng bộ bàn ghế mà chúng ta có một ghế dài, hai ghế đơn mà chúng ta đặt ở hai bên đúng không, thì nằm ở bên tay phải công trình chúng ta sẽ hết hoàn toàn luôn cái lối hành lang đi lại luôn đó. Vì vậy là chúng ta có thể sử dụng những cái cách thiết kế mà chúng tôi đã mang lại dành cho chị Vi đây. Nó vừa nhỏ gọn nhưng nó sẽ rộng rãi hơn và nó sẽ phù hợp hơn đối với một công trình như thế này. Và ngoài ra ở phía trên quý vị nhìn nhé, ở phía trên là thay vì là chúng tôi sẽ có sử dụng phun trần thạch cao thì chúng tôi sẽ lắp kính. Và kính này là một cái kính mà chúng ta sẽ chiếu sáng và nó sẽ đối lưu với ánh sáng của cái dạng đèn cao cấp như này đó. Và quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta nhìn ở đây đúng không, đó, hình ảnh này, màu sắc này đó, sự tương phản và sự tương quan nó sẽ giúp cho công trình phong cách của chúng ta nó sẽ lộng lẫy và sáng và sang trọng hơn rất nhiều. Ngoài ra thì đây là quý vị có thể nhìn thấy nằm ở ngay phía của cái hai cái phụ đấy ạ, chúng tôi còn thiết kế thêm một cái đồng hồ trang trí nó rất đẹp và rất tinh tế rồi. Và hầu như là đối với một công trình mà chúng tôi xuống khảo sát ấy thì hệ thống tường này
rồi là gạch ốp lát này thì đều là màu trắng và màu đen. Vì vậy là chúng tôi đã lựa chọn cái màu xám để chúng ta sẽ gọi là màu sắc đan xen cùng nhau và nó hài hòa với hai cái màu sắc trung tính ở bên trong ngôi nhà chị Vi quý vị nhé. Ở ngay cạnh với không gian của phòng khách thì chính là không gian của phòng thờ. Ở với phòng thờ này thì chúng tôi sẽ có đây. À, cái view này thì chúng ta sẽ nhìn nhỏ hơn một chút. Đối với không gian phòng thờ thì chúng tôi sẽ có thêm một cái vách ngăn bằng gỗ. Cái vách ngăn này là chúng tôi sẽ đan xen một phần nho nhỏ ở phía dưới là bê tông, còn ở phía trên là vách ngăn bằng gỗ quý vị nhé. Thì thật ra cái vách ngăn này chúng ta cũng sẽ gọi là tránh tình trạng khi mà nhà khách đúng không, chúng ta ngồi ở hệ sofa dài như này nhìn sẽ trực tiếp vào bàn thờ. Điều này chúng ta cũng sẽ làm cho cái không gian phòng thờ của chúng ta nó bớt trang trọng, bớt trang nghiêm đi rất nhiều. Thì quý vị có thể tinh tế hơn một chút là chúng ta sử dụng một cái vách ngăn bằng gỗ như này, nó sẽ đẹp, nó được sang trọng và nó sẽ mang lại sự tinh tế hơn rất nhiều. Ngoài ra ở phía sau bàn thờ thì chúng tôi thay vì những cái vách CNC bằng dạ đá thì chúng tôi sẽ sử dụng vách CNC giả gỗ. Hoặc quý vị chúng ta có nhiều tiền hơn thì quý vị có thể sử dụng phun gỗ luôn cũng được. Chất liệu như là gỗ ốc chó rồi là gỗ hệ lim cũng được. Nó rất đền, rất đẹp, rất tinh tế đúng không? Rồi, tiếp theo là ở đằng sau của phòng khách thì chúng ta sẽ đến với một bàn ăn này. Cái không gian này là chúng tôi có thiết kế dành cho nhà chị Vi là một bàn ăn dành cho 6 thành viên. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có hai hệ rèm màu rèm, một cái rèm mỏng và thứ hai là rèm dày màu xám quý vị nhé. Để trong quá trình khi mà gia đình của chị có sử dụng, chúng ta muốn lấy ánh sáng, muốn lấy độ thoáng thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng và tự nhiên hơn rất nhiều. Ngoài ra thì khác biệt so với phòng khách một chút thì đối với cái không gian phòng bếp chúng tôi sẽ có sử dụng một cái đèn tròn. Và cái đèn tròn này cũng quý vị thấy rằng là nó cũng rất là hiện đại đúng không? Mặc dù nó chỉ đơn thuần là một cái dây kéo xuống có thêm một cái hình tròn phía dưới, nhưng ở trên chúng tôi sẽ đối lưu một chút, đó là có một cái vòng tròn và có thêm đường dây led. Đó. Và cái đèn dây led này chúng ta cũng sẽ có hai màu, một là màu vàng và thứ hai là màu trắng quý vị nhá. Thì đây cũng chính là một cái lựa chọn rất tinh tế. Và ngoài ra để tạo thêm cái sự sang trọng, sự đẳng cấp dành cho khu vực ăn uống của ngôi nhà thì chúng tôi có thiết kế thêm một cái tủ kính. Cái tủ kính này cũng chính là nơi mà dành cho vợ chồng của chị Vi có thể đặt những cái bình rượu này, rồi là chai champagne để chúng ta có thể vừa tiếp khách mà vừa mang lại sự tinh tế và mang lại sự giá trị cao cho ngôi nhà. Và chắc chắn rồi, trong quá trình khi mà chúng tôi hoàn thiện xong nội thất, chúng tôi sẽ về trực tiếp tại nhà chị Vi nhé, để chúng tôi sẽ quay lại và review rõ nét hơn dành cho quý vị. Tiếp theo, đây quý thính ạ, đây chính là cái view mà chúng ta được nhìn thấy trực tiếp vào phía của cái tủ này. Cái tủ này là chúng tôi sẽ có sử dụng phía dưới là có cái lớp nhựa CNC, còn ở trên là chúng tôi sẽ có sử dụng lúc kính. Thì quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta có thiết kế thêm đèn bên trong đúng không, mở lên thì nó quá đẹp, nó quá tinh tế rồi. Và nó cũng sẽ mang lại cái sự đẳng cấp hơn dành cho những chai champagne, chai rượu, những chai quý mà vợ chồng của chị Vi có dùng để tiếp khách đúng không ạ. Chất liệu của tủ gỗ thì chúng tôi sẽ có sử dụng đó là tủ gỗ công nghiệp quý vị nhé. Còn chất liệu của màu sắc nơi bàn ăn uống thì chúng tôi sẽ có sử dụng màu xám, cũng là cái màu tông chủ đạo chính. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với không gian phòng bếp nấu ăn này. Với bếp nấu ăn là chúng tôi sẽ có thiết kế ở ngay phía của sảnh phụ ra vào ngôi nhà của chị Vi đó. Và ở đây là chúng tôi sẽ có thêm một cái bàn mini. Bàn mini này thì chúng ta sẽ phù hợp dành cho 3 thành viên ngồi đó. Đi ngồi đây chúng ta có thể vừa thưởng thức hoa quả tráng miệng, có thể thưởng thức những cái gọi là nước ngọt này, nước hoa quả này. Đó. Hoặc là chúng ta có thể bày biện trước những cái đồ ăn uống nhẹ nhàng đó, để gia đình chúng ta có thể dễ dàng sử dụng hơn rất nhiều. Cái dạng bếp này là chúng tôi thiết kế theo dạng chữ L quý vị nhé. Ở nơi bồn rửa là luôn luôn ưu tiên nằm cạnh với tủ lạnh, để trong quá trình khi mà chị Vi có lấy đồ ăn này, rửa đồ này và chế biến nó sẽ dễ dàng hơn. Còn vị trí nơi bếp nấu ăn chúng tôi đặt nơi tọa hung hướng cát trong nhà của chị, thì để trong quá trình khi mà chị chế biến, chị nấu ăn ấy, thì chúng ta cũng sẽ đốt cháy đi những cái điều mà đen đủi và giữ lại những điều may mắn. Và cũng tương tự giống như phòng khách đúng không, ở phía trên trần này chúng tôi sẽ không làm phun thạch cao, mà ở chính giữa chúng tôi cũng sẽ có thêm một lớp kính, có thêm đèn hát tai trâu này, rồi đèn âm trần này, rồi là đèn dây led để chúng ta mở lên lấy ánh sáng và nó hát đa chiều không gian ở trong khu phòng bếp này, thì nó cũng sẽ mang lại ánh sáng và độ tiện nghi hơn rất nhiều. Chúng ta cũng sẽ có thêm ô cửa sổ 3 cánh nhá, và kết hợp cùng với máy hút mùi để chúng ta cũng sẽ thoát đi được những cái mùi
nấu ăn đúng không, và giúp cho công trình của chúng ta nó sẽ không bị ám mùi. Ngoài ra tủ bếp đây là chúng tôi sẽ có sử dụng tủ bếp cao cấp hệ vân gỗ có lớp bóng kính quý vị nhé, để trong quá trình khi mà lau dọn các thứ nó cũng sẽ dễ dàng hơn và nó cũng sẽ chu toàn hơn rất nhiều. Đây, đây chính là cái view chúng ta được nhìn thấy tủ bếp này. Với cái tủ bếp như này đúng không ạ, quý vị thấy rằng là chúng ta thấy một cái sự cao cấp hơn, hiện đại hơn, thay vì là chúng ta sử dụng những vách CNC giả vân rồi là những cái lớp nhựa đúng không ạ, thì ở đây chúng tôi sẽ đan xen, đó chính là lớp gỗ và cái lớp giả vân đá để chúng tôi ốp vào tường ở xung quanh cái không gian bếp nấu ăn như này, để trong quá trình khi mà chị nấu ăn thì nước rồi là đồ ăn của chúng ta bắn lung tung nó sẽ làm bẩn tường, thì chúng ta sẽ có cái lớp đá như này nó cũng sẽ bảo vệ an toàn hơn rất nhiều. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ. Đối với không gian phòng ngủ như này thì chúng tôi đang trực tiếp thiết kế dành cho vợ chồng của chị Vi. Và ở đây quý vị thấy rằng là chúng tôi có thiết kế không gian bao gồm là một giường này, một tủ quần áo. Với tủ quần áo như này nhá, là chúng tôi cũng sẽ có sử dụng đó chính là hệ cửa kính. Và ở bên trong chúng ta cũng sẽ có đèn dây LED này, chiếu sáng này. Và đặc biệt rằng là chúng tôi sẽ có thêm một cái bức phù điêu. Bức phù điêu này cũng là lựa chọn dành cho chị Vi. Chúng tôi sẽ đưa ra những cái lựa chọn mà nó ưng ý, nó đẹp mắt nhất, và chị Vi có thể lựa chọn và dựa trên những cái yêu cầu của chị. Và cái chất liệu gỗ trong này phòng ngủ quý vị nhá, đều phun gỗ hết, từ sàn này, từ tủ này, từ giường này. Và cái tủ và cái giường này thì đều được làm bằng gỗ sồi, một trong số những chất liệu tủ rất là cao cấp và chất lượng. Ở phía dưới thì chúng tôi sẽ có ưu tiên dành cho vợ chồng của chị, đó chính là một cái thảm. Cái thảm này thì chúng ta cũng sẽ giúp cho mùa đông được ấm áp hơn rất nhiều. Ngoài ra cũng tương tự như khách, như bếp, rồi là như khu vực ăn uống đúng không, chúng ta cũng sẽ có thêm hai rèm mỏng và rèm xám dày hơn để chúng ta cũng sẽ lấy được ánh sáng cũng như là độ tự nhiên. Đối với cái không gian của phòng ngủ thì chúng tôi sẽ không lắp cái lớp kính quý vị nhé, mà chúng tôi sẽ phun cái lớp thạch cao, và ở bên trong chúng tôi cũng sẽ có dạng đèn dây LED mà nó chạy xung quanh như này để lấy ánh sáng và độ trang trí, sự sang trọng dành cho ngôi nhà. Ở hai bên của khu vực đầu giường thì chúng tôi có thiết kế thêm những cái tủ nho nhỏ để trong quá trình khi mà đọc sách này, chị có thể đặt những cái đèn, hoặc là vị trí này thì chúng ta có thể đặt gì ạ? Chính là những cái điện thoại hoặc là những cái đồ vật mà chúng ta làm việc đúng không? Rất tiện nghi, rất tinh tế. Còn đây là view mà chúng ta nhìn thẳng trực tiếp từ phía gối đầu giường, chúng ta nhìn về phía tủ kệ tivi. Ở đây là chúng tôi sẽ đan xen, thứ nhất là một cái tủ đọc sách hoặc một cái tủ trang trí như thế này. Đó, thì chị có thể kết hợp một là kê những cái sách mà chị yêu thích này, hoặc là những đồ decor chị yêu thích vào đó. Có thêm một cái tivi nho nhỏ như này để gia đình của chị có thể gì ạ, vừa giải trí mà vợ chồng của chị cũng có thể có thêm một không gian riêng tư hơn, thay vì để chúng ta ra ngoài phòng khách của chúng ta cùng nhau đón xem đúng không. Đấy, thì chúng ta ngồi đây, chúng ta thưởng thức xem phim các thứ, xong là chúng ta đi nghỉ ngơi. Đó, rất thoải mái, rất tuyệt vời. Đây là cái view mà chúng ta nhìn từ phía cửa sổ, nhìn vào trong khu vực của tủ quần áo quý vị nhé. Đấy. Thì ngày nay quý vị thấy rằng là thay vì chúng ta sử dụng cái hệ cửa kính phun gỗ đúng không, cái hệ cửa lắp phun gỗ ấy, thì chúng ta thấy rằng là nó cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ không có sự tinh tế đúng không. Thì thay vì là chúng ta sẽ sử dụng những cái dạng cửa kính như này, nó tất nhiên rồi, và nó cũng sẽ cao cấp hơn so với những cái hệ cửa thông thường đúng không. Và đây chính là những cái view và cũng như là đồ nội thất mà chúng tôi đã hoàn thiện dành cho chị Vi, có địa chỉ tại Lâm Đồng quý vị nhé. Và nếu như quý vị chúng ta cũng yêu thích về một mẫu thiết kế châu Âu và hiện đại như thế này, thì quý vị có thể ngay lập tức gọi điện tới số hotline của chúng tôi qua số 0844 878 666 hoặc qua số 0396 65 6596 để đội ngũ tư vấn thiết kế của chúng tôi gọi điện và mang tới cho quý vị về những thiết kế đẹp mắt và ưng ý nhất. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.